Hội chợ trái cây Macfruit lần thứ 38 đã chính thức khai mạc hôm qua tại thành phố Germany của Ý. Việc lần đầu tiên đến với hội chợ quan trọng này được đánh giá sẽ giúp sản phẩm trái cây Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Âu. Macfruit 2021 là sự kiện quan trọng và lần đầu tiên được tổ chức sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Gian trưng bày do Đại sứ quán Việt Nam tại Ý phối hợp với các tỉnh Sơn La và Bến Tre tổ chức đã lần đầu giới thiệu những đặc sản trái cây tiêu biểu như bưởi, bơ, nhãn, hồng, xoài cùng với các nhãn hiệu trà, cà phê của Việt Nam đến với sân chơi quan trọng hàng đầu ở châu Âu, thu hút khách tham quan đến tìm hiểu thưởng thức. Đại sứ Việt Nam tại Ý Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định việc tham gia hội chợ Macfruit 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cho thấy mong muốn và nỗ lực của Đại sứ quán cũng như các địa phương, doanh nghiệp trong nước nhằm tăng cường giới thiệu sản phẩm trái cây Việt Nam ra thị trường thế giới. Hội chợ là nhịp cầu giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp cận, kết nối những đối tác sở hữu công nghệ hiện đại về sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm trái cây của Ý. Hội chợ là bước khởi động quan trọng, mở đường cho sự tham gia ngày càng nhiều hơn của doanh nghiệp Việt Nam tại Ý và các nước EU nói chung thời gian tới. Diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, hội chợ Macfruit 2021 quy tụ khoảng 800 gian trưng bày và thu hút 500 nhà nhập khẩu trái cây quốc tế.